Hello, chào tất cả anh em nha anh em. Thì hôm nay anh em mình cùng nhau đi xúc cá ly thi đồng anh em ơi. Đây, cái gỗ em chuẩn bị đi xúc cá ly đồng hôm nay thì chơi cái gỗ nhỏ đi xúc bọt cho anh em mình xem nha anh em. Hiện tại là em đang đứng ở ngoài đồng. Bây giờ là khoảng tầm 4 giờ chiều rồi nha anh em. Đấy, thì giữa cái đồng này nó hơi lạnh anh em ơi. Gió thổi yêu nó hơi lạnh nha anh em. Đấy, dù mặc dù là trời nó rất là nắng gần Tết rồi thì cái cơn gió nó tiến tới nó rất là lạnh anh em ơi. Đấy, hôm nay thì em đi xúc cá ly đồng hoang dã cho anh em mình xem. Thì anh em cho anh xin một like, một follow, một lượt chia sẻ nha. Và anh em nào muốn mua ly đồng hoang dã thì kết bạn qua Zalo 0777082821 nha anh em. Rồi em cảm ơn em rất là nhiều nha. Để sở hữu những cái ly đồng hoang dã tuyệt đẹp. Mấy bữa nay thì thật sự là em cũng hơi bỏ bê ly đồng thiệt. Công việc nhà quá là nhiều luôn em ơi, không có thời gian để đi quay nhiều clip cho anh em mình xem. Xin lỗi anh em nha. Hôm nay sẽ quay một cái clip cho anh em mình xem lại nha anh em. Rồi cảm ơn em rất là nhiều. Tiến hành vào thôi anh em ơi. Thì đây là cái cánh đồng ngày xưa em đi xúc nè anh em. Đấy, đó, và hiện tại là mới vừa xuống thôi. Mới vừa lú cái đầu xuống thôi là đã thấy một cái tô bọt ly thi đồng rồi. Đây, nó nằm bên khúc bên đây tại vì nãy đứng bên kia nó bị kiến cắn nè em ơi. Đây nè, nằm đây nè, chặn đây, chặn đầu cái đi. Anh em thấy không, chào đây cái tô bọt nè anh em. Cái tô bọt chào bá luôn anh em thấy không. Chặn đầu cái này thì mình đạp trên đây mình đập ra. Thôi thử coi, bữa nay có may mắn hay không. May mắn tự tiên tới hay không hay là xui xẻo rồi luôn. Cái gì phút ban đầu nó không được may mắn ta. Phút ban đầu của em nó bị kỳ kỳ sao ta. Phút ban đầu hơi xui anh em ơi. Có tàu bọt mà không có cá. Rồi ok, thì mình tiếp tục thôi anh em. Đừng nản, tiếp tục đi kiếm thôi. Tại trong đây nó cũng khá là nhiều bọt. Lâu quá không qua. Đây có tàu bọt nữa. Lâu quá không đi qua đây xúc. Rồi luôn. Hầu như bữa nay tàu bọt nó chạy mặt em hay gì anh em ơi. Tàu bọt nó chạy mặt em ơi. Nó thấy em cái là nó không có cá luôn. Thật là ghê gớm. Ê, trong đó có tàu bọt kìa anh em. À, trong này có tàu bọt. Ôi, con cá gì chạy ra. Con cá chạy ra hay vậy. Thấy dung nhất, thấy dung nhất ông nội ơi. Nguyên cá có chạy ra chưa nè. Rồi luôn, nó chạy ra luôn rồi. Ôi, em thấy dung nhất nó chạy ra anh em ơi. Tàu bọt nhiều quá nhưng mà em làm động quá. Cái nó chạy không rồi, đó có cái tô bọt nữa kìa. Nhưng mà tô bọt nó không biết có hay không. Nghi ngờ quá. Ê vô rồi, vô anh em ơi, vô anh em ơi. Trời ơi, cá này bự dữ vậy trời. Chào bá luôn nội ơi. Ê anh em, cho anh em xem nè. Chào bá bự luôn, bây lớn nè, bà đặt ra ghép cặp rồi đó anh em. Bây lớn này bắt đầu ghép cặp rồi, từ lại thì chứ. Thôi, cho em xuống lại với đồng quê của mình đi. Bây lớn bà đặt yêu thương rồi. Đây có tàu bọt không? Quỷ. Vô được con bảy chầu anh em ơi. Tàu bọt. Giờ nhìn tàu bọt đi, tàu bọt bảy chầu không nhìn ra luôn trời. Lại thì chứ. Mới có không đi xúc cỡ tuần hai tuần mà gì rồi. Tàu bọt đi thì dòng kỹ kỹ chứ anh em ơi. Có thể là mình động cái nó chạy ra ngoài chứ. Tàu bọt thì trong đó nó có cá đó. Hồi nãy em thấy nó chạy là không kịp. Với lại cái gõ này hơi nhỏ. Mình là không kịp đó anh em. Ê đây có một. Đây có một. Ê. Chạy đâu hả con trai. Tôi không tình yêu. Vô. Trời ơi, con cái gì vậy trời. Ủa sao bên đây kỳ vậy. Con này ly đồng hả. Nhỏ xíu vậy ba. Ly đồng con không nội ơi. Nhỏ xíu à. Nhỏ xíu luôn anh em, nhưng mà nó đẹp không anh em, thấy lên màu đẹp không? Màu sắc tuyệt vời luôn, ly đồng con trời ơi. Gì đâu mà con, gì đâu mà chút chẻn không à. Chết rồi. Kiểu này là không ổn rồi. Kiểu này là đồng mương này không ổn rồi anh em ơi. Cái... Ui giời ơi trời, trúng cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì mà nó trúng đau với vậy ta? Ôi trời, nó có tàu. Trời ơi, dưới đây cũng có tàu bọt. Đảm sợ nó chạy ra ngoài mất tiêu nữa không biết. Đúng rồi. Tọt nhiều lắm anh em ơi, nhưng mà mình làm động nó cái nó chạy mất tiêu rồi. Đi phải từ từ, coi trong đây nè. Coi trong mấy cái lùm mấy bụi nè. Là bọt nhiều lắm. Đây trên này có thấy tàu bọt mình. Thấy tàu bọt tấn công liền. Thử coi. Cái gì vậy trời? Rồi bữa nay đem gỗ này không may mắn rồi ông nội. Ê, trong này có tàu bọt dầu bá luôn nè anh em. Nè nè, tàu bọt dầu bá luôn nè.
nhưng mà không biết cái xúc có dính hay không. Cái bọc bự nhưng mà không biết có dính cái cá hay không. Rồi luôn. Gì vậy trời, giăng mai tôi không có hết ta. Làm nó nhát mới chạy ra ngoài anh em ơi, chứ không phải là giăng mai không có đâu. Thế nào tôi cũng phải tìm ra một con cá cho anh em mình xem, một con cá xứng đáng. Xứng đáng công sức nãy giờ tôi bỏ ra. Rồi trong đây, đúng rồi. Trong đây. Nó đây rồi. Trời, không biết có lên nổi không trời. Rồi luôn. Má ơi luôn. Gì vậy trời? Đồ ăn cá đâu? Vô ái thì chứ. Thiên địa nhân ơi luôn. Thiên địa nhân luôn, nãy giờ tôi thấy quá trời bọt luôn mà tôi không xúc dính con cá nào hết trơn em ơi. Cho một like một tim cổ vũ tinh thần em anh em ơi. Quá trời bọt luôn mà em khen xuống tay rồi, em khen bị lục nghề rồi anh em ơi. Lục nghề rồi. Có bọt nhiều nhưng mà không dính. Trong này mới thấy có tàu bọt nữa nè. Chẳng lẽ cái bọt này không dính nữa sao? Cũng có nha nè, bây giờ cũng dính nha nè, nhưng mà cá nhỏ không à. Rồi con cá đâu trời. Buồn dữ ta. Trời, trong đây có tàu bọt nữa nè. Má ơi, bọt đâu mà dữ vậy? Bọt đâu mà liên tiên miên hết trơn vậy? Bọt gì vậy cha? Bọt bữa nay chơi em ơi. Bữa nay chơi tôi cái gì không nội ơi. Quá trời bọt luôn mà không có cá. Vô một con rồi nè anh em. Con này cũng nhỏ xíu à. Chắc là mẹ cá này nó mới lớn anh em ơi, nó mới làm bọt. Nó hơi nhỏ chừng nó lọt qua cái của em. Nó lọt qua cái gỗ. Bọt thì chỗ nào cũng có luôn rồi. Đi cái thấy bọt rồi. Ở ngoài cụm này em nghĩ là cũng có bọt luôn. Em nghĩ là cũng có rồi nhưng mà nó không có anh em. Tôi không tin là tôi sẽ không xúc được con cá bự nào chơi khu vực này. Cái gì mà làm tôi thất vọng với gì quý ba. Anh em cho xin một like, một chia sẻ, một follow nha anh em. Đem cái gỗ nhỏ bữa nay bày đặt đem gỗ nhỏ đi xúc video cho anh em mình xem mà ai ngờ. Hồi nãy giờ gì đâu không dính gì hết trơn. Bọt quá trời luôn. Thánh thần thiên đụng ơi luôn. Quá trời bọt không dính con cá nào hết. Lại chơi chứ. Đây có tàu bọt nè anh em. Má ơi, có tàu bọt đây mà con cá đâu trời. Chán gì ta. Tàu bọt thừ lử luôn mà con cá đâu mất tiêu vậy. Tàu bọt chập nó bự luôn. Tàu bọt không dám quay cho anh em xem luôn. Mà con cá đâu mất tiêu. Không biết đừng đặt cái gỗ đâu luôn. Trời ơi trời. Chuyện gì xảy ra vậy mấy ba? Giải thích hộ tôi coi. Cái gỗ này không hên anh em ơi, cái gỗ này không hên này, gỗ này xui. Gỗ này gỗ gì đâu. Gì trời. What the hell. Anh em heo khâu. Đừng nói bữa nay là đi đi xúc cá mà không dính được con nào nha. Bọt thì nãy giờ anh em cũng thấy rồi đó. Bọt thiên địa nhân luôn. Thiên địa hội luôn anh em ơi. Nhưng mà không thấy con cá. Lần này coi thử coi. Giận mai lần này nó có tới hay không. Kiếm ngoài đó nó cũng có nữa anh em. Không có bọt nữa. Nhưng mà kiếm vô đây trước đi. Cuối cùng thì thấy cái tọt rồi mày nè. Có tọt rồi mày nè. Rồi tao bọt trong này rồi mày chạy đi đâu? Hả? Mày chạy đi đâu?
Mày chạy đi hộ tao cái đi. Cái tao bọt trong cái đậm nhỏ xíu nè. Ngựa cá đâu? Từ từ. Cá này không bắt được là hài lắm luôn. Bữa nay em bắt được con cá này là nó xàm lắm luôn anh em. Xàm lắm luôn anh em. Được cá đâu? Rồi sao nó chui ra ngoài này được? Má ơi gì vậy trời? Chuyện gì đang xảy ra khu vực này vậy? Bị lời nguyền hắc ám rồi. Bị lời nguyền hắc ám thiệt rồi anh em ơi. Anh em nghĩ đi, nãy giờ tôi gặp bao nhiêu cái bọt anh em. Nãy giờ em gặp bao nhiêu cái bọt mà không có luôn anh em. Cái bọt kìa quá bự luôn. Trời ơi, thánh thần thiên đụng ơi. Chuyện gì đang xảy ra hôm nay vậy trời? Có coi, có coi. Có coi, có coi. Vô. Trời ơi. Có thì bé chút tặng chút teo. Có thì con cá chút tặng chút teo thôi ơi. Trên kia cũng thấy cái tọt anh em thấy rồi không? Bên cho mày anh em. Tọt này. Tao bỏ anh em nhìn kỹ kỹ xíu là anh em thấy à. Rồi luôn. Có tao bọc bằng cá nó đi đi qua Thái Lan nó vô là có Mỹ cái gì đây. Rồi. Tao bọc đâu liên tiếp luôn mà không có con cá trời. Trời cái gì vậy? Bữa nay một cái clip được đăng lên là đỉnh cao luôn á đó. Đó hồi đó giờ luôn á anh em, hồi đó giờ tôi mới gặp phải trường hợp này luôn á. Này không có đâu bọt chút thử, nãy giờ đi quá trời, nãy giờ đụng chắc có hai ba chục, hai chục tao bọt à, nhưng không dính to nào luôn, không có dính, có dính nhưng mà cá nhỏ, có vô nhưng mà vô cá nhỏ không à. Anh em thấy tao bọt có làm không? Cái ông vô vào trong có tao bọt nè. Vô anh em ơi. Đù, con này cũng được. Cũng được anh em. Để bắt thử con coi. Nói chung là mình bắt thử con đi anh em. Bắt thử con làm hên đi. Con này nhỏ xíu à, nhưng mà bắt thử con làm hên nữa coi. Nó có hên hên gì sao không? Chứ bây giờ nãy giờ xúc nãy giờ anh em thấy rồi đó. Đi hết nguyên chỗ này luôn tội tao bọt không? Nhưng mà đường cá nó không dính mới ghê chứ. Vậy là hôm nay em Khang sẽ làm cho anh một cái clip là xúc tàu bọt nhưng không dính. Rồi ok. Kiếm tàu bọt quay tiếp. Ngại gì mà không quay. Rồi em biết sao mà nãy giờ em không dính cá được anh em ơi. Tại vì con kỳ son này anh em. Ôi là trời, tại sao lại như vậy? Một con này bằng giá trị cũng rất là nhiều con anh em ơi. Đâu lên được con kỳ son nè. Thấy không? Không biết anh em thấy kỹ không nữa. Đây có kỳ son nha anh em. Được một con duy nhất ông nội ơi. Được con duy nhất mà nó nhỏ, nó cũng là kỳ son anh em ơi. Quải chạy đậu thì chứ. Hey, may mắn gì vậy? Trời ơi. Vậy mà đừng quét kỳ son anh em. Nè. Thấy không? Xàm với trời. Hồi nãy giờ không xúc được bé nào nhưng mà xúc được, dính được bé nhưng mà nó là kỳ son. Vậy anh em nghĩ có may mắn không anh em? May mắn hay là xui xẻo nãy giờ? Nãy giờ quần dữ lắm, quần luôn á. Ây da, đây có tàu bọt cho mày. Quần ghê luôn á anh em. Được một bé một kỳ son. Ghê thiệt. Cũng hên á, dí dẫn đâu. Vô được kỳ son hên lắm.
rồi luôn. Có bé có đọt trong đây luôn nhưng mà không dính, mới cao mới đau chứ. Đây trong đây có đọt này. Cái gì vậy trời, hay là cái gõ này nhỏ quá, gõ này nhỏ quá nó lòn lắm giờ được ta, chứ không thể nào mà nãy giờ tao bọt nhiều quá mà không dính được. Đây nè, tao bọt nè, đây tao bọt nè, đây tao bọt nè, nhưng mà theo lên cái tương tâm mà mình xúc tao bọt trong đây, tao bọt trong đây, tao bọt bự vô rồi anh em ơi, vô rồi, vô rồi, đừng không dính đi chứ. Con này cũng nhỏ xíu mà anh ơi, nhỏ xíu mà đang thui anh em, nhìn nè, con này nhỏ anh em, hồi về thả vô hồ đi, hồi về em cho anh em coi cái hồ, con này nhỏ xíu à, bắt ra để làm gì ta, đỡ quê. Chứ nãy giờ rồi, xúc nãy giờ là không vô được con gì hết trơn, vô được con kỳ son, con kỳ son nè. Ê trời, qua đây không biết anh em thấy không nữa, nó hơi bị chói quả chị đậu thì chứ, không tin được, không tin được luôn á. Không tin được thế giới này rồi đối xử với tôi như thế. Cho mày có tao bọt không? Có tao bọt suốt không bao giờ dính vậy. Tao bọt thì là thánh thần thiên đụng luôn, đụng đâu cũng có hết. Kiếm mấy con nào ứ ừ xúc đây, xúc một con ứ ừ cái gầy cho nó sướng đi. Đây trong đây đứt thật là nó rồi anh em ơi, này nhìn nó này, nhìn tao bọt này, thấy tao bọt không, nhìn tao bọt này. Ủa nó gà anh em, nó gà anh em, con này đang giữ con, con này đang giữ con, con nó cũng còn nhỏ anh em, con nó cũng còn nhỏ. Em thấy con cá con của nó, em thấy con cá con của nó nha, em mới thấy con cá con của nó, cho nó giữ con đi, thôi là không có đạp mạnh, đạp đạp nó ra rồi, thấy con cá con nha. Nhỏ xíu mà nó cũng có con, nó cũng chăm con bự cho bá luôn kìa. Con nó cũng bằng tâm nhang rồi đó. Nhưng mà có tọt quạt ly lòng anh em, nhưng mà không biết cái ly lòng nằm đâu. Vô nè. Dính 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 dính, chạy ngoài. Lòn lắp ghê đi. Thôi thì con cũng nhỏ, tọt nhiều nhưng mà cá nhỏ không anh em ơi. Bữa nay có tao bọt, không biết thấy con cá không, khá là trong nha, khá là trong anh em ơi. Khá là trong nhưng mà không thấy con cá đâu, cá đâu trời. Không vô được, em nghĩ nó cũng nằm đâu trong đây thôi. Thường thường là trong bọt là nó nằm trong bọt, khoảng tầm 90% nó nằm trong bọt rồi. Nếu cá bọt có vài phần trăm thì đi cặp kè thôi, chứ cặp kè đi kiếm đồ ăn thôi, chứ nằm trong bọt 90% rồi. Tại vì mình xuống không dính thôi. Em nghĩ là nguyên nhân là một là cái gỗ này, hai là cái tài năng nó đã đi xuống rồi. Cái tài năng thiên thiên bẩm nó đã đi xuống rồi. Cái bọt này nó vừa luôn, cái này tọt cho bá luôn, cái bọt bự dí dằn bự luôn, không cá đâu trời. Trời, tọt hôm nay mới khủng, khủng quản cái bọt luôn. Cái bọt này khủng quản không, vô vô vô, con cá này lấy được, cũng bự cũng được chứ không phải bự, phải tầm cá 20 bên em bán. Đang thu bên em thấy không, quải kìa, nãy giờ nó xúc đựng con trời, vớt vát được lại con kỳ son. Mấy ông kiếm kỳ son quá trời luôn mà không có kỳ son. Bữa nay đừng con này, mấy ông nào mà hứng thú thì có thể liên hệ lụm lúa cho em nha, giá mềm mềm anh em ơi. Kỳ son thì nó rất là ít, rất là ít có nè, 1.000-2.000 con mới có. Bữa nay mới quay video được con kỳ son cho anh em xem. Thường thường là giảm lan không à, giảm mà lấy, giảm mà lấy à, không có kiểm tra mấy con cá. Có
có quay video cho nên là mới kiểm tra cái cá cho anh em xem mới biết là à con này mới dầm lên nó có cái son. Đù. Bên đây vô cá nè, con này cũng nhỏ anh em. Nó xíu à nhưng mà nó lên rồi anh em, nhìn nó lên. Lên màu anh em thêm cái màu nè. Màu sắc anh em thấy không? Hồi về em thả vô cái bồn cho anh em xem. Bắt vài con đi. Bắt vài con cho đỡ quê, hồi về thả vô cái bồn. Ở nhà em đang làm một cái bồn để nuôi tụi nó. Hồi về thả vô đó. Coi thử nó như thế nào. Thử có nuôi được không? Chưa hồi bắt về mấy con giờ nó chửi. Nhà chưa đóng hàng nữa kìa. Chưa đóng hàng mà đi quay cái video. Lâu quá rồi không quay video. Đây, bên đây có tàu. Chạy đâu. Trời ơi, mới để xuống là nó nhảy ra ngoài anh em. Nhanh lắm. Mấy cá này nhanh lắm, mà nó nhỏ lắm. Mới để xuống là nhảy ra ngoài. Nhanh lắm, ôi, rồi. Ủa đâu vậy? Đâu rồi ta? Con trống cũng khá là to ấy. Yeah, chạy đâu cho thoát khỏi con trai, hên quá ông nội ơi. Tưởng đâu mày thoát khỏi tay anh rồi chứ. Ai ngờ, không thể nào thoát khỏi tay anh. Tôi bi không tên eo con máy bị lớn này đẻ được rồi nè. Để hồi về đổ vô cái hồ cho nó đẻ luôn. Hồi cho tụi nó đẻ ở nhà luôn. Hớt bò bò để cho tụi nó ăn. Trời ơi, bên đây tao bọt nhiều dữ trời. Chắc quay về cái video kia quá anh em. Ô tao bọt này quá trời luôn nè. Rồi để quay về cái video kia nha anh em. Rồi hồi em quay lại cho anh em xem.